Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của em Tài để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai nha quý vị. Chào Tài. Chào anh Tấn, chào quý vị. Hôm nay em có về một số phôi mai vàng với hai cây tứ quý, thì muốn được giao lưu với quý vị nha. Số điện thoại địa chỉ của em là ấp Phú Hữu, xã Phú Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại giao lưu của em là 0966111384. Hình thức của em là bao ship toàn quốc nha anh Tấn. Rồi, bao ship toàn quốc nha quý vị. Rồi mình vào cây đầu tiên là tứ quý ha. Tứ quý à. Rồi mã số 1. Cao. Cao tới cổ rễ là 96. Rồi 96 ha, tính tới cổ rễ. Rồi, còn em nói luôn nha. 18 anh ơi. 18 qua. Cái này giao luôn nhiêu em? Giao lưu với giá 550 anh ơi. Rồi 550, rồi xuống cây. Rồi tiếp tục mã số 2 cũng tứ quý luôn quý vị ơi. Rồi mình tính mét rưỡi đi ha. Mét rưỡi đi anh ơi. Đoạn trên anh đây. Để nè quý vị. À, quanh luôn em. Rồi 25 ha. 25 anh ơi. 25 quanh. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Dạ cây này em giao lưu với giá là 800 luôn anh ơi. Rồi 800 ngàn. Rồi xuống cây. Rồi mã số 3. Mai mai vàng ha. Mai vàng nha quý vị. Báo 1m9 anh Tấn ơi. Rồi cao 1m9 quý vị ơi. Tay cạnh ha, nó tay cạnh nè quý vị, xuống tới đây luôn ha. Đấy đó quý vị, đây còn cộng 10 nữa quý vị, cửa vừa. Quá trời. Rồi, quanh em nói luôn em. 23 yếu, tính 22 đi Tấn ơi. Rồi, giá luôn nhiêu em? Dạ cây này em giao lưu với giá là 800 anh ơi. Rồi 800 ngàn bao ship. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục là mã số 4. Mai vàng. Chiều cao của em nó nhiêu đây anh? Tới đây đó, thêm 1 mét mấy nữa là 2 mét mấy đó. Tính 2 mét rưỡi đi cho hơn 2 mét rưỡi, tính 2 mét rưỡi đi ha. Rồi cắt tỉa thì còn ở trên số tay cành gì quý vị cắt lại ha. Rồi ở đoạn dưới thì có tay cành nè quý vị. Tại thì cắt con vô ngắn ngắn rồi nè ha. À, tay cành cũng quá xá nè quý vị. Xuống tới đây luôn đó ha. Rồi tay cành cũng đều ha. Lấy lực không Tấn ơi. Quá trời. Rồi quanh luôn em. Nhiêu anh? 34. Rồi đó đó thì 34 ha. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Dạ cây này em giao lưu với giá là 2,5 triệu anh ơi. Rồi 2,5 triệu bao ship toàn quốc. Ra xuống cây. Rồi mã số tiếp theo đây quý vị ơi, mã số 5 ha. Một phôi khá là cao đây quý vị ơi. À, này cao chắc tầm tính 3 mét đi ha. 3 mét anh Tấn ơi. Rồi cao khoảng tầm 3 mét nha quý vị. Đó. Có tay cành luôn nha quý vị. Cắt con vô rồi ha. Rồi quanh em nói luôn em. Này mai vàng nha quý vị. 26 anh ơi. Rồi 26 anh. Giao luôn như em. Dạ cây giao luôn với giá là 1,2 triệu anh ơi. Rồi 1,2 triệu. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục là mã số 6. Phô mai vàng. Rồi cao mình tính mét 8, mét 9 gì ha, tầm đó nha. Rồi trên thì có số tay cành này ha quý vị. Cắt cái này về chữa quý vị. Dù quý vị không chơi, chơi gì chơi không chơi, cắt xuống miếng nha quý vị. Rồi đấy đó quý vị. Để lực lực quý vị. Bự bự luôn nè. Còn to không ha. À, cho cái quành em nói luôn em.
28 anh ơi. Dạ, giao lưu nhiêu em? Dạ, cây này em giao lưu với giá là 1,5 triệu anh ơi. 1,5 triệu bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Và mã số tiếp theo, số 7 quý vị ơi, cũng là một phôi mai vàng ha. Báo 2 mét tình tướng ơi. Rồi, cao tầm 2 mét. Rồi, cho quà em nói luôn em đi. Ba mốt anh ơi. Rồi, 31 của anh. Rồi, mình giao lưu nhiêu đây em? Dạ, cây này em giao lưu với giá 1,6 triệu anh ơi. Rồi, 1,6 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo, số 8. Mét 6 anh Tuấn ơi. Rồi, mét 6. Có tông này tặng dù đúng dù luôn ha. Củ đặc lắm anh ơi. À, có củ to nè ha. Rồi, quanh là em nói luôn em. Này nở đế ha, quanh này không nhiêu? 28 anh ơi. Ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ, cái này em giao lưu với giá là 1,7 triệu anh ơi. Rồi, củ đặc lắm nè anh ơi, củ quá nè. Mình xuống cây. Số 9. Rồi, mã số 9. Mai vàng luôn nha quý vị. 136 anh ơi. Rồi, 136. Cái bệ nè. Bệ đặt ha. Còn dưới là cái gì vậy? Rồi, quanh em nói luôn em ơi. Dưới. 29 anh ơi. Rồi, giá luôn nhiêu em? Dạ, 1,5 triệu luôn anh ơi. Rồi, 1,5 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo là số 10. Này chắc cao khoảng chừng mét tính không, tính không tới 3 mét đâu. Ở chắc 2 mét 7 ạ. 2 mét 7 nha. Đó, có số tay cạnh tên rồi quý vị. Cái này em vận chuyển về cái sao em? Ổ phục ổ gà cái sụn cái cúng miếng da nó. À hơi bị à. Này, mất miếng da đó một xíu ha. À khỏi em. Rồi gỡ ra ha. Thế đâu cái gì? Nó cùng đế bự quá bự cái gì. Rồi, quanh em nói luôn ha ta. Kéo xuống để cắn nó. 28 anh ơi. Rồi, 28. Rồi, xoay nhẹ vòng nó em. Đâu cái gì? À. Rồi, mình giao luôn nhiêu đây em? 1,4 triệu anh ơi. Rồi, 1,4 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo 11, mai vàng nha quý vị. Báo 2 mét thì tức ơi. Rồi, hơn 2 mét rồi, báo 2 mét ha. Ủa vậy, về quý vị vô chơi tông khúc đây cũng được nha quý vị. Rồi, để cao cao vậy thì quý vị về mình sửa lại ha. Cao hay thấp, hay thích tông cao để luôn. Ai thích tông lùng lùng thì mình cắt. Để cũng xè dưới ha. Phải đều nha quý vị. Rồi, quà em nói luôn em. Ba 35 anh ơi. Rồi, chính xác quý vị, cái này giao lưu như em? Dạ, cái giao lưu giá 2 triệu anh ơi. Rồi, 2 triệu, rễ xè, cộng to. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo 12 quý vị, cao 1,5 mét anh ơi. Rồi, 1,5 mét, hết thước dây. Cây này bắn tuột nha quý vị. Đây, thật mạnh nè. Bắn tức cái mít ra quá tử vậy. Đây nó quý vị. Để sổ nơm nha quý vị. Rồi, quanh em nói luôn em. Em rồi, 8 anh 28 ơi. Quanh giao lưu nhiêu đi Tài? Dạ, cây này em giao lưu giá 800 luôn anh ơi. Rồi, 800 ngàn, bao ship. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo 13 quý vị. Một phôi mai vàng ha. Dán siêu luôn anh ơi. Siêu luôn. 2 mét tính rồi, tầm 2 mét.
Đó, số tay cành đây quý vị. Đó. Siêu ha. Rồi, giúp cho Hoành em nói luôn. Thế luôn. Đó. Đó, Hoành em nói luôn em. 33 yếu, 32 anh yếu xíu à. À, rồi 32 em quý vị. Rồi giao luôn như em. Tiêu rưỡi luôn nè. Tiêu rưỡi bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Xuống anh ơi. 14. Rồi, cao. Hết thước 70. Rồi. 70. Hết cái đuôi nó lộn. Hết cái tới cái đuôi. Đó. Để nó luôn. Đây, vòng luôn. Rồi, qua anh em nó luôn. ba mươi lăm anh ơi, giao lưu như đem. Dạ, cái này giao lưu giá là 1.3 anh ơi. 1.3, rồi xuống cây. 15 anh ơi. Rồi mã số tiếp theo 15, một pho mai vàng luôn nha quý vị. Rồi khoảng tầm như em 2.5 cho có hơn ha. Có hơn, rồi 2.5 trở lên. À, dáng xì xì bài bài ha. Rồi, để nó ăn vòng luôn tài. Đây quý vị. Rồi, ở phía trước này nè quý vị. Sống chịu có đủ ha. Trở lại cái. Rồi, quay ngược trở lại luôn em. Đây quay bị dướng mấy cây mai ở trên nè. Rồi, quay luôn em ơi. Đó, cũng dắt vòng ha quý vị. 32 anh ơi. Rồi, 32 quanh. Giao luôn như em. Dạ, cây giao lưu với giá 1.5 luôn đi. Rồi, 1.5. Rồi, xuống cây. Mã số tiếp theo 16. Mét 8 mình đứng ơi. Rồi, mét 8 cao. Mấy vàng luôn nha quý vị. Này xa mà. Rồi. Cộng hơ chơi vô quý vị. Rồi, qua anh em nói luôn. Nhiêu anh? 28 yếu, tính 27. Giao luôn nhiêu em? 1.000.000 luôn anh ơi. 1.000.000, rồi xuống cây. Mã số tiếp theo 17 quý vị ơi, một phôi mai vàng ha. Ta cành cũng quá sáo luôn. Rồi cao tính khoảng mét 9 đi ha. 9-2 mét gì quý vị, tầm đó. Rồi để em nói quý vị. Rồi, xây tiếp luôn em. Rồi, Hoành luôn ha. Hoành rồi xây tiếp nha quý vị. 28 rồi, 28 đúng luôn. Rồi, rút thước. Để đây quý vị xem lại ha. Đó, cũng quá xá luôn ha. Rồi, giao luôn như em. 1.2 luôn thôi. Rồi, có 1.2 bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo 18 quý vị. Là cây mai tàn ha. Cũng Hoành cũng khá to. Ở xa xa là mà quý vị đã thấy rồi ha. Đó, quay xa mà quý vị thấy nó to rồi đó. Rồi, kéo mình kéo rào lên xem chiều cao nó nha quý vị. Rồi, cao nó khoảng nhiêu tay? Bảo 3 mét đi tứ ơi. 3 mét hả? Chắc 3 mét chắc có hơn rồi quý vị. Này chắc 3.5 mét ăn lên đó. Báo vậy cho quý vị dễ, quý vị đo hảo. Đo bảo đảm dư rồi ha. Rồi, tán ngang hôm nay ở đoạn này chắc khoảng 2.5 mét ha. Nó rộng nào quý vị. Để mình cận cảnh cái này cái nha quý vị. Rồi kéo lên nha quý vị. Lát nữa đo Hoành ha. Đó, mình kéo từ dưới kéo lên cho quý vị xem ha. Xác lại cái đường thân nó đó ha. Đó. Rồi mình chuẩn bị xuống cái Hoành nó nha quý vị. Rồi Hoành này em nói luôn tài ơi. Nhiều anh 50. 50. Rồi Hoành 50. Rồi để đây quý vị mình đi vòng nha quý vị.
À, cái này giao lưu như em? Dạ, cây giao lưu với giá là 14 triệu anh ơi. Ba ship chắc 200 cái mét hả em? Dạ, 300 cũng được nha anh. 300 cũng được luôn. Dạ. Rồi 300 cái mét luôn. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi ha. Rồi quý vị ơi, thì trong quá trình xem quý vị thấy thích cây nào thì cứ mạnh dạn alo tài ha. Rồi trong quá trình xem quý vị nào xem chưa có bấm đăng ký quý vị. Quý vị nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nha quý vị. Quý vị nhớ bấm thêm cái chuông rung có chữ tất cả để kịp thời mình nhận được cái thông báo sớm để mình chọn cây sớm nha quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau.